rồi. Tuần sau thì nghỉ cả thứ bảy chủ nhật. There are countless things. Có vô số những cái thứ mà chúng ta thích ở trên thế giới này. There are countless things that I love in this world. Nhưng mà cái thứ mà tôi thích nhất đó là đọc sách. Thích nhất từ nào? Nhất là từ nào? Được các bạn, từ nhất là từ gì? Hả? Đọc to lên. B-E-S-T-E-R. Ờ đúng rồi, câu C. Rồi. Tôi đã bắt đầu sở thích này khi tôi 8 tuổi. Khi When. Rồi, câu nào số 2? B. E hả? B. Rồi, B. Ủa sao cái câu này thì nó cứ này. Tiếp tục đi. Suy nghĩ tiếp đi. Rồi. Tôi thường đọc sách bất cứ khi nào và gì? Và bất cứ nơi nào mà tôi có thể, bất cứ nơi đâu nào. Cái này là bất cứ nơi đâu. Su tập trung à. Hai đứa này dừng lại đây. Dừng đúng không? Khỏi đây. Quay ra. Nói đi. Bất cứ nơi đâu là câu nào? C. Đúng rồi. Wherever. Wherever. Học chả suy nghĩ cái gì hết, cứ ngồi nói chuyện. I read news. News là gì? Báo. Tôi đọc báo. Storybook là gì? Sách truyện. Novel là tiểu thuyết, ghi nghĩa không? Novel. Tiểu thuyết. Và đặc biệt là có một cái niềm đam mê lớn với sách, khám phá sách khoa học á. Với là cái gì? Ớp. Về ớp. Rồi. Đọc sách là một cái incredibly inexpensive hobby, một cái sở thích mà không có đắt đỏ, mà cung cấp cho chúng ta quá nhiều lợi ích luôn. So many benefits. Câu số 5. Book làm cho tôi. Câu số 5 chọn gì? Kiến thức, knowledge là kiến thức về thế giới. Gia tăng từ nào? Gia tăng. Mở rộng. Gia tăng từ nào? Động từ. Động từ. Động từ nguyên mẫu. Widen, câu D. Câu D, động từ widen. Ghi vào, mở rộng. Nghĩa của nó là mở rộng. Mở ra, mở rộng. Mở rộng kiến thức về thế giới. When I am sad. Khi tôi buồn. Hoặc là tôi bị thất tình, tôi không vui. Ok, disheartened. Husband. Tôi thường đi đâu? Đi tới. Đi tới đâu? Nói chung là bây giờ chuyển sang câu số 6 đó. Câu số 6. Câu số 6. Suy nghĩ nào. Ingress là đi với cái giới từ in. Có không? Có in không? Ghi in nào. Gạch chân cái từ ingress. Tôi rất là quan tâm với những cái chuyến phiêu lưu. Nhá. Adventure. Adventurous journey. Tôi nhận ra rằng cuộc sống có nhiều chấm 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 thứ hơn là tôi nghĩ. Mình đang cần một tính từ. Đúng không? Một tính từ ở đây. Đứng trước danh từ phải là tính từ. Cái nào tính từ? Mean. Means meaningful. Meaning. Meaningful. Có ý nghĩa. Ok. Câu C. Rồi tới câu nào. Và tôi cần phải cố gắng hết sức cho một cái tương lai sáng sủa của tôi. Bright future đó. Sách còn mang cho tôi nhiều cái động lực. Motivation, ghi vào motivation, động lực. Motivation, động lực. Cho tôi nhiều động lực à, và niềm vui vào cuộc sống. Joy of life, niềm vui vào cuộc sống. Nhá, động lực, motivation và niềm vui cuộc sống. Tất cả các bậc phụ huynh đều muốn con cái của họ có một nền giáo dục chất lượng. Quality education.
một nền giáo dục chất lượng. Tôi nghĩ rằng cái phương pháp tốt nhất đó là cho phép chúng đọc sách. Chúng ta đang cần một động từ nguyên mẫu ở đây. Động từ nguyên mẫu đâu? Read, ok, câu A. Câu A. Rồi, xuống bài dưới đây, hết rồi. Bài viết, writing, viết lại câu sử dụng từ natural.